Chúng tôi xin được cảm nhận chào đón sự có mặt của hiện tượng Dance Sport Khánh Thi. Phản ứng của Hà Hồ khi ngồi chung bàn và nghe tên Lệ Quyên được sướng lên giới thiệu. Lệ Quyên và Hà Hồ từng là đôi bạn thân thiết, tuy nhiên, cả hai đã dần xa nhau chỉ vì quan điểm sống không hợp. Trên truyền thông, đôi bạn này hạn chế nhắc tên và không còn chia sẻ với nhau để tránh đối phương khó xử. Mới đây, trên mạng xã hội TikTok đã có đoạn clip chia sẻ về cảnh Hà Hồ và Lệ Quyên cùng hội ngộ tại một sự kiện tại Hà Nội. Cả hai nữ ca sĩ đình đám được bố trí ngồi cùng một bàn tiệc với các khách mời khác như Đàm Vĩnh Hưng, Hương Giang, Khánh Thi. Điều đáng chú ý là khi Lệ Quyên được sướng tên lên để giới thiệu thì Hà Hồ quay hướng nhìn sang chỗ khác. Mãi đến khi Lệ Quyên chào hỏi mọi người xong và yên vị ở ghế, Hà Hồ mới quay lại tương tác với những khách mời khác. Dưới phần bình luận, cư dân mạng đã bàn tán xôn xao về màn đụng độ của Hà Hồ và Lệ Quyên. Một số trách ban tổ chức ác khi sắp xếp hai người đẹp ngồi cùng bàn, một số lại suy nghĩ ra thuyết âm mưu là cả hai đã âm thầm chơi lại nhưng cố ý làm mặt lạnh để tránh sự chú ý.